Trong video này, kênh YouTuber Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về cái hình ảnh của một cái tủ áo bên trong một cái phòng ngủ của một căn nhà phố, mà cái vị trí cái tủ áo như thế này là rất là thông dụng trong các cái căn nhà phố. Thì đầu tiên là quý vị thấy đây là cái hành lang cầu thang, tức là chúng ta bước từ cái hành lang cầu thang qua một cánh cửa thì sẽ đi vào một cái phòng ngủ. Và cái tủ áo đó nó bố trí ngay bên tay trái khi mà người bước vào á. Thì đây là chúng tôi đang quay cái video này ở một cái vị trí bên trong phòng. Quý vị thấy là giường ngủ này, đây là trần này. Thì cái vị trí mà bố trí một cái tủ áo như thế này thì nó rất là thường hay gặp trong các cái phòng ngủ của các cái căn nhà phố. Thì quý vị sẽ nhìn thấy nó có những cái bộ phận cơ bản nhất về cái tủ áo như thế này. Đầu tiên chúng tôi quan tâm đến là những kệ góc như thế này. Thì người ta làm cái kệ nó cong cong như thế này là để nó, ngoài cái tác dụng là để chứa những cái đồ nó phù hợp, thì nó có một cái tác dụng khác là làm mất đi một cái cạnh, một cái góc của cái tủ áo này. Là vì nếu chúng ta không có cái kệ này thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái góc vuông giữa cái mặt tiền và cái mặt hông của cái tủ áo đó. Thì cái kệ cong cong như thế này là nó có tác dụng như vậy đó. Rồi cái tủ áo, đây là cái vị trí tiếp giáp giữa trần này và cái nắp của cái tủ áo, thì quý vị thấy là nó kín luôn. Thì nhờ vậy thì chúng ta có thêm cái chiều cao cho cái tủ áo, và bụi hay là các loại côn trùng nó không có bám bên trên cái nắp của cái tủ áo. Và cái cạnh tiếp giáp với tường cũng vậy, tức là nó kín khít luôn để không cho các loại côn trùng có thể là trú ngụ ở trong đó. Và giữa cái tủ áo với cái cạnh cửa thì nó có một cái không gian tường đủ hoặc là dư để bố trí các cái công tắc điện, các cái CB, các cái cầu dao. Thì đây là cái vị trí cái hộp nối của hệ thống điện âm tường. Do là đặt cái tủ vào nó vướng thì chúng ta phải cắt một cái miếng gỗ để khi nào mà sử dụng từ cái hộp nối đó trong việc sửa chữa điện thì chúng ta có thể mở cái hộp nối một cách dễ dàng. Tuy nhiên là nếu chúng ta tính toán kỹ, tránh đi cái trường hợp vậy là tốt nhất. Thì cái tủ như này nó có hai cái phần học, tức là cái phần dưới thấp mà người có thể đóng mở cánh cửa tủ một cách bình thường ấy, thì để các cái loại đồ, chứa các loại đồ mà chúng ta dùng hàng ngày. Còn cái phần trên cao á thì chúng ta để những cái đồ dùng mà lâu lâu mới xài thôi. Đối với những người cao thì có thể chồm cái tay lên, mở cánh cửa tủ và lấy đồ. Còn đối với những người thấp thì có thể đặt ghế. Cho nên là chúng ta chỉ để những cái đồ mà lâu lâu mới xài ở cái phần trên cao. Còn cái phần bên dưới thì chúng ta để những cái đồ mà xài hàng ngày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video này.